Chào các bạn, hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong một bài hướng dẫn vẽ con vẹt Nam Mỹ Trong bài này thì chúng ta sẽ dùng những công cụ hết sức là cơ bản Đó chỉ là hình công cụ vẽ hình chữ nhật, công cụ vẽ hình elip Các cái lệnh giống hàng xoay lật nhân bản rất rất cơ bản Cộng với một vài các lệnh cắt hàn shopping à, Tuy nhiên trong cái bài này thì chúng ta sẽ nói tới một cái công cụ cũng như là một hiệu ứng đó là công thua effect nào bây giờ chúng ta sẽ mở một trang làm việc mới và bắt tay vào nhé để bắt đầu thì chúng ta sẽ chọn công cụ elip các bạn hãy nhấn giữ phím control và chúng ta sẽ cùng nhau vẽ ra một vòng tròn thật tròn về mặt kích thước thì cũng không quá quan trọng các bạn chỉ cần vẽ ra một hình tròn thôi sau khi vẽ xong các bạn nhấn phím P để đưa cái hình tròn của mình về giữa tâm của trang giấy sau đó hãy chọn cái công cụ Rectangle và chúng ta vẽ một cái hình chữ nhật à, hình chữ nhật này thì uh, mảnh thế này thôi thế này thôi đấy và sau đó thì chúng ta sẽ nhấn phím P cũng đưa nó về tâm à, nhưng mà trước khi làm việc này thì chúng ta sẽ chọn lại cái hình tròn một chút và chúng ta nhấn phím Ctrl C để copy cất nó đi hoặc các bạn cũng có thể bấm vào biểu tượng uh, copy ở trên thanh standard như thế này để sao chép và cất giữ một cái bản sao của hình tròn này sau đó chúng ta giữ Shift chúng ta chọn thêm uh, chúng ta uh, chọn cái hình chữ nhật này sau đó giữ Shift chọn hình tròn này và chúng ta uh, bấm vào cái lệnh Trim để chúng ta dùng cái hình chữ nhật cắt đôi cái hình tròn ra như thế này kế tiếp lại chọn hình chữ nhật một lần nữa và chúng ta xoay nó đi 90 độ như thao tác chúng ta đang làm đây và lại giữ ship chọn lại vào cái hình tròn lần này chúng ta vẫn cắt nhưng thay vì cắt bằng lệnh trim thì chúng ta sẽ cắt bằng lệnh back minus front để sau khi cắt xong thì chúng ta vứt bỏ luôn cái hình chữ nhật đi đến đây thì chúng ta đã có một cái hình tròn được cắt ra làm bốn phần đều nhau như thế này và chúng ta sẽ tháo gỡ nó ra thành bốn phần không liên quan gì đến nhau bằng cách là bấm vào đây và chúng ta nhấn lệnh break hay là các bạn có thể nhấn phím Ctrl K để tách nó ra thành bốn phần riêng biệt kế tiếp các bạn hãy bấm chọn vào cái góc phần tư phía dưới bên phải và sau đó thì chúng ta bấm vào nút mirror này để chúng ta lật nó trên dưới như thế này đến đây thì chúng ta làm thêm một thao tác nhỏ nhỏ nữa là chúng ta giữ Control và chúng ta lật cái thằng này xuống và nhấp chuột phải để nhân bản nó. kế tiếp phóng lớn lên một chút để quan sát dễ hơn và chúng ta sẽ kéo từ từ cái hình này xuống. trong lúc kéo các bạn có thể giữ phím Control hoặc là phím Shift để đảm bảo nó đi theo một đường thẳng. kéo sao cho cái khe hở giữa nó với cái đối tượng phía trên thì cũng bằng khe mà chúng ta đã cắt ra ở trong cái hình tròn kia. đại loại đây khe này và khe này tương tự nhau các bạn có thể điều chỉnh thêm một tí nếu muốn rồi đến đây thì chúng ta đã hoàn thành được cái bước đầu tiên bước tiếp theo thì các bạn sẽ sử dụng lệnh paste hoặc là nhấn Ctrl V để các bạn dán cái hình tròn mà các bạn đã copy vừa nãy vào sau đó kiểm tra cái phần khóa này lock ratio này nó đóng hay nó mở nếu nó đóng như thế này thì các bạn bấm vào một cái để các bạn mở nó ra và sau đó thì ở trường này các bạn gõ vào đây là 50% để các bạn thu cái chiều cao của cái hình tròn vừa đây thành ra còn 50% thôi kế tiếp chúng ta bắt đầu làm quen với cái lệnh công thua hoặc là công cụ công thua. thì các bạn vẫn giữ chọn cái hình ellipse này nhé và bấm vào đây sau khi mở cái này ra thì các bạn tìm tới công thua. Lệnh công tua sẽ giúp cho chúng ta tạo ra những cái đối tượng đồng tâm đồng dạng với cái đối tượng đang được chọn. Và trong trường hợp này thì chúng ta chọn cái công tua vào bên trong và chúng ta sẽ để nó là công tua step chúng ta để một và cái công tua offset này thì chúng ta bắt đầu là đặt cái tham số vào đây làm sao cho cái độ dày của cái này, cái đoạn này nó tương ứng với lại cái khe này nhé. Đấy, có lẽ khoảng là uh, 12. Rồi, sau khi làm xong đến đây thì chúng ta tách cái hình mới bên trong này với lại cái hình gốc ở bên ngoài bằng cách là vào Object và chúng ta chọn Break công tua để tách hai cái hình này ra. Quay trở lại với công cụ Pick Tool, chúng ta quét chọn cả hai cái hình này. Sau đó thì chúng ta nhấn vào lệnh Combine để uh, kết hợp hai cái vào và đục thủng cái lòng giữa ra. Đây, chúng ta có thể tô màu đỏ nhé. Để chúng ta nhìn cái hình mà chúng ta vừa làm nó trông như thế nào Và tiếp tục bằng cách là Chọn cái hình đỏ này Giữ Shift Các bạn bấm vào đây Các bạn bắt đầu là Cắt nó đi Bằng lệnh Trim ta Cắt cái góc phần tư phía trên bên phải Bỏ qua cái góc phần tư phía trên bên trái này nhé Chúng ta tiếp tục chọn cái hình đỏ này Giữ Shift Chọn góc phần tư phía dưới bên trái Và lại tiếp tục sử dụng lệnh Trim Để cắt nó ra Cuối cùng Chúng ta chọn hình đỏ này và góc phần tư đã lật ở góc dưới bên phải. Sau đó thì chúng ta sử dụng lệnh Back Minus vừa cắt và đồng thời vứt bỏ luôn con dao cắt màu đỏ đó đi. Thế đến đây thì chúng ta đã thấy là manh nha là xuất hiện ra cái hình mà chúng ta cần rồi. Bây giờ việc còn lại là chúng ta sẽ tạo ra cái mắt cho con vẹt này bằng cách là chọn lại công cụ Ellipse. Sau đó thì chúng ta nhấn giữ phím control và vẽ ra một cái hình tròn như thế này giữ cái hình tròn này chọn nó với góc phần tư này và nhấn E để cho nó lên theo ngang và giữa thế này cuối cùng là chúng ta chọn hình tô cho nó màu đen hủy bỏ đường viền đi và sau đó thì giữ ship thu vào trong chuột phải để nhân bảng và tô thành màu trắng kế tiếp thu lại nhân bảng thành đen. Tiếp tục. Trắng. Đến đây thì chúng ta có bốn cái hình như thế này. Chúng ta chọn hình bé nhất và cái hình này. Và chúng ta nhân T để đưa nó lên thành ra cái bóng sáng của cái mắt. Và như vậy là chúng ta đã có được cái con mắt. Và kế tiếp thì chúng ta bắt đầu là tô màu. Đây là cái mỏ nhé. Đây là cái đầu nhé. Bây giờ đến đây thì chúng ta chọn cái này và chúng ta tách nó ra. Ctrl K, Break. Tiếp tục bên này cũng vậy. Break. Chúng ta tô tiếp đến cái cánh. Đây, xanh này đi. Cái thân. Và cái đuôi. Ok, đến đây thì chúng ta đã thấy là à trông nó ra dáng cái con vẹt rồi. Chúng ta chọn hết cả và chúng ta sẽ bỏ hết đường viền đi. À, kế tiếp thì chúng ta sẽ quay trở lại với cái công cụ à, công tua. Bấm vào cái mỏ nhá và chúng ta lại gọi là công tua. Lần này thì thay vì là cái uh, inside công tua thì chúng ta chọn là outside, lật ra phía ngoài. À, với độ dày cũng là 12 Nha Bây giờ bấm tiếp sang cái, nhưng mà uh, do là chúng ta còn có thể là thu nhỏ phóng to, cho nên là làm xong cái nào thì chúng ta sẽ tách luôn nó ra. Đây, chúng ta break luôn nhé. Bây giờ đến cái đầu này, thu nhỏ này, lại phóng to này, đủ 12 nhé. Thì các bạn lại vào object, các bạn tách ra, break. Tương tự đến cái cánh này. 10 này, 12 này và break tách ra bên này cũng thế object break đến đây break break tách ra và cuối cùng là cái đuôi Và chúng ta cũng lại break tạch ra nốt. Thì uh, nhìn đến đây thì các bạn đã nhìn thấy là cái con vẹt nó hình thành rồi. Đây, mỏ nhé. Đầu nhé. Cánh nhé. Thân nhé. Và đuôi. Bây giờ chúng ta sẽ group nó lại. Và xử lý thêm một chút cái khung cảnh. Uh, chúng ta tạm thời nhắc nó ra đây nhá Vẽ một hình uh, vuông nhé. Rồi. Uh, tôi cho nó một màu này. Chuyển tiếp sang thành... Uh, công cụ Interactive fin này chuyển tiếp sang thành Fountain này đến đây thì chúng ta chọn một màu thứ hai là màu vàng cho nó chéo góc như thế này sau đó thì chúng ta chuyển sang công cụ F10 Shape nhấn giữ phím Control và co hai cái góc này lại thành tròn đi kế tiếp chúng ta hủy bỏ đường viền và bấm chuyển lại công cụ công tua cho vào trong rồi sau đó break chúng ta chọn cả hai và chúng ta combine lại đục thủng nó ra thế này bây giờ kéo ra chuột phải lật lại thu nhỏ lại đặt vào đây group lại nhé À, chúng ta nhập đúp vào cái công cụ Rectangle này để vẽ ra một cái hình chữ nhật bằng luôn cái khung trang giấy và tất nhiên là nó nằm dưới cùng chúng ta tô màu đen để cho nó làm thành cái nền sau đó thì đặt cái con vẽ này vào các bạn có thể đưa nó lên trên Shift Up đưa nó lên trên cho nó nằm vào cái khu vực này giống như nó đang đậu trên một cái khung ok thì với một cái hướng dẫn rất là đơn giản như thế này và chúng ta đã cùng nhau làm ra được một cái biểu tượng con vẹt trông cũng rất là ngộ nghĩnh và hy vọng rằng là với cái bài hướng dẫn này thì các bạn cũng có thể là tích lũy được một chút cái kinh nghiệm và cái thủ thuật trong corel